Gì vậy? Vũ trường đi Phi Nhung nhảy mới tạo nét dân chơi. Nhung nhảy với tôi nè. Tao nói mày uống đi, mày cầm ly rượu mày uống đi. Mày chơi xe láng rồi sáng giờ sớm cho người ta kết mày uống đi. Rượu Xương Thành mày uống đi, lên bên Trà Vinh đã uống đi. Anh em ta xịn, anh em ta tới nay luôn mày uống đi. Và tao từng sống coi Sài Gòn như ở đợ. Tụi tao đang bóng nên tao xin là ở chợ. Mà thôi đi về quê tao nếu mày muốn thấy điều đáng sợ. Trời. Có bàn chưa? Chưa. Ngồi xuống. Ờ, thank you man. Chị nhỏ mà. Chạy được man. Mười đâu? Mười. Mười. Thể hiện. Thể hiện. Ừ. Chi của thằng đầu nàng khi nó có tiền anh tư xỉ. Ê mà tụi tao tuyên bố là dân miền Tây sẽ đúng thì tao đi xuyên tường luôn nè. Kéo nó lại. Còn nếu câu chuyện giết mà không cần dụng súng hay dao. Bảy chín tám mười muốn về bảy chín tám mười.